Chào anh, tôi xin gửi lời chào thân thương đến bà con vừa về mẫu Fortuner 2009 nè. Một mẫu xe quốc dân nồi đồng của đá cho anh em nha anh em. SUV gầm cao máy dầu 2.5 turbo. Anh em nè, dàn mâm nguyên bản của dòng Fortuner nè, khá là chất nè. Bốn cái vỏ đâu đó loanh quanh còn được tầm 65%. Nha cô chú anh chị. Hai cụm đèn phía trước là đèn rin nguyên bản của dòng Fortuner đây. Anh em yêu máy dầu thì alo cho Trần Anh Auto, 79 Khánh Hòa 116004. Xám lông chuột, tôn mỏng lắm. Nước sơn tôn mỏng tan luôn anh em. Kính auto blend là kính hệ thống, là kính toàn bộ, kính rin hết. Toàn diện trên chiếc xe. Đây là dàn mâm nè. Đó, dàn mâm của em Fortuner khá là cứng kép. Gầm bọng ở trong nè. Không một tí có làm một mọt ở dưới phần gầm nha anh em. Xe này ngay chủ đứng giấy tờ. Anh chị thích ủy quyền cũng được, thi ký nút hồ sơ cũng được. SUV thương hiệu đến từ Nhật anh em. Anh em trải nghiệm vô phần nội thất. Nội thất đẹp anh em nha. Chủ nhà ở trong nè, bọc toàn bộ hệ thống ghế 5D mới và cực kỳ là sạch sẽ luôn. Dàn trần của em nói anh chị, em này chạy đâu đó loanh quanh 7 lít dầu cho anh em. Riêng mẫu này chạy nó lành từ xưa đến giờ rồi, cực kỳ là lành. Nó 7 chỗ ngồi rộng rãi cực kỳ anh em nha. Xe nó liền nha, được cái xe liền. Chất xe tắp bi cửa nè, không có dịch vụ nha anh em. Chuẩn gốc gia đình luôn, không có dịch vụ, keo chỉ hầu như là nguyên bản hết anh em nha. Sạch sẽ. Đi đôi là vô lăng 4 chấu nè anh chị. Vô lăng 4 chấu trợ lực nhẹ tưng nè anh em. Trang bị cho nó màn hình đầy đủ tính năng nè. Máy lạnh AC đang kích hoạt, đi được 144.633 km rồi. Băng ghế phía trước nè, cũng khá là sáng tài. Hệ thống ghế chỉnh, chủ nhà lên lót sàn 5D sạch sẽ cho anh em nha. Phần tắp bi nè, tắp bi vân gai nè. Tắp bi vân gai mới như thế này. Chạy qua thời gian 5 tháng canh chỉnh nhẹ lại, mặt nắp ron cam cò là bình thường anh chị. Ở chủ nhà cũng thay luôn cái bơm nước này. Bơm nước của quạt nha, cũng có thay luôn nha. Máy dầu đi bền lắm mẫu này. Và xương đầu em đó nè, xương đầu là nguyên quản hết, không có dấu hiệu lỗi lầm trên chiếc xe nha. Xương đầu nè, đây đi đôi là ABS chống bốc cứng phanh. Em này xài toàn bộ hệ thống bếp dầu, 4 cây bếp dầu. Đây là ổ ga của em nó rồi, theo xe hết nha anh em. Sử dụng toàn bộ hệ thống quạt ly tâm. Bên đây chúng ta sẽ có Jaguar Cam. Đây là hệ thống Jaguar Cam. Tải bằng Jaguar Cam hết toàn bộ nha. Đi đôi chúng ta sẽ có hệ thống ống turbo. Anh em nè, đây là ống turbo tăng áp. Dưới đây piston và dưới đây là nồi đốt để tăng áp nè anh chị. Trên đây là piston. Nó sạch sẽ. Hai bên là không có dấu hiệu đâm va lỗi lầm trên chiếc xe anh em nha. Nó hàng sạch sẽ như thế này. Anh em nào quan tâm về mẫu Fortuner 2009 thì alo cho Trần Anh Auto. Giá Trần Anh báo luôn nha. Em này giá 355 triệu cho anh em. Hợp lý cho anh em. Đó, bán anh em một cái mức giá rẻ thôi. 355 triệu. Bớt anh em 10 còn 345 triệu. Thoải mái chưa? Hỗ trợ anh em góp 30 triệu luôn. Quá tuyệt vời. Hơn 300 xíu có ngay Fortuner chạy rồi. Đẳng cấp, thương hiệu là Pro nha anh em. Đó, hàng liền lẹt, sạch sẽ. Anh em nào mua mẫu này về chạy gia đình cũng tốt nè. Về chạy kiếm thêm kinh doanh dịch vụ cũng ok luôn anh em. Anh em trải nghiệm tiếp tục phần gầm cùng với Trần Anh nè. Gầm đẹp lắm. Đây anh em, đây là dàn gầm nè. Đó, gầm nè. Có hộp số cầu sau. Cục máy êm lắm. Anh em thấy cọp không? Trải nghiệm tiếp tục phần cốp sau cùng với Trần Anh nha. 7 chỗ rộng rãi. Đây anh em, đây là phần cốp sau nè. Cốp sau của em Fortuner khá là rộng. Phía sau chủ nhà lên lót 5D sạch sẽ cho anh em để đồ. Dàn lạnh của em nó đây, 3 dàn lạnh, một trước hai sau. Và đây là hệ thống keo chỉ ở trong cánh sau nè. Nguyên bản hết anh em à. Không có đâm va và lỗi lầm trên chiếc xe nha.
Đó, 300 mấy chục triệu sở hữu ngay Fortuner 2009 bên Trường An Auto rồi. Đăng ký kênh ủng hộ cho channel bên Trường An nha. Trường An, see you and goodbye.